Thưa quý vị, hàng năm cứ vào dịp Tết Chăm Thân Năm Thơ Mây của người dân Campuchia, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum thường cử đoàn công tác sang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân nước bạn. Năm nay, các y bác sĩ và đoàn cán bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thôn Chai và thôn Tà Ngà, xã Nhang, huyện Đút Mia, tỉnh Ratanakiri để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân nơi đây. Đây là các địa phương giáp với huyện biên giới Gia Rai, tỉnh Kon Tum. Biết có đoàn cán bộ và đội ngũ y bác sĩ quân y Việt Nam về khám bệnh, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân của hai thôn đã đến điểm trường học cộng đồng thôn Tả Ngà và thôn Trai để được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ngoài tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, đội ngũ y bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tư vấn hướng dẫn cho bà con các biện pháp phòng chống các loại bệnh thông thường và vệ sinh phòng dịch. Hôm nay tôi rất vui mừng khi có đoàn công tác y bác sĩ đến khám chữa bệnh cho tôi và bà con nhân dân. Tôi xin chân thành cảm ơn bộ đội Việt Nam, bác sĩ Việt Nam đã đến và khám bệnh cho bà con xã Nhang chúng tôi. Cùng với khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tặng 120 suất quà cho nhân dân hai thôn Tà Ngà và thôn Trai, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp nhân dân nơi đây đón Tết vui tươi đầm ấm. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đến tặng quà gồm gạo, lương thực, thực phẩm cho bà con hộ nghèo. Chúng tôi rất vui mừng vì đây là món quà ý nghĩa mà Bộ đội Việt Nam tặng cho bà con chúng tôi để ăn Tết. Cảm ơn Bộ đội Việt Nam rất nhiều. Thôn Trai và thôn Tà Ngà, xã Nhang, huyện Đút Mia, tỉnh Ratanakiri, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Người dân sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe có phần hạn chế. Nên đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí là việc làm hết sức ý nghĩa. Thay mặt cho chính quyền xã Nhang, cảm ơn đoàn công tác đã đến khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho bà con. Đây là những món quà đầy ý nghĩa mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum dành cho nhân dân chúng tôi. Từ món quà này, nhân dân chúng tôi có cái Tết đầm ấm hơn. Đây là việc làm ý nghĩa thiết thực của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum giúp nhân dân nước bạn phần nào vơi đi những khó khăn trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền đầm ấm yên vui. Bên cạnh đó, thể hiện tình cảm tốt đẹp đã được vun đắp từ bao đời nay giữa hai dân tộc Việt Nam Campuchia. Nhân dịp Tết cổ truyền Chăm Thân Năm Thơ Mây của Vương quốc Campuchia, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum sang thăm, chúc Tết, tặng quà Ủy ban chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân xã Nhang, huyện Đôn Mia, thể hiện chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời thể hiện cái truyền thống quan hệ quốc tế của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum nói riêng đối với nhân dân và các lực lượng vũ trang của nước bạn. Đây là việc làm thường xuyên của chúng tôi hàng năm đối với nhân dân các dân tộc của Campuchia, đã thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng vũ trang, nhân dân giữa hai nước, các huyện, các xã giáp biên giới với Việt Nam. Những việc làm ý nghĩa thể hiện tình cảm tốt đẹp, mối quan hệ đoàn kết quốc tế, đoàn kết quân và dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới tỉnh Kon Tum với tỉnh Ratanakiri hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.